Trong thời đại số hiện nay, với việc có rất nhiều công nghệ hiện đại đã ra đời, việc có được một chiếc máy ảnh số không còn là một điều khó khăn. Thậm chí, máy ảnh đã được tích hợp hoàn hảo với điện thoại cá nhân. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người tìm đến với những chiếc máy ảnh phim truyền thống. Xin mời các bạn đến với một sinh viên trường sân khấu điện ảnh để hiểu thêm về những thứ máy ảnh phim có thể đem lại trong kỷ nguyên số. Chào các bạn, mình là Mộc Phong, mình đến từ khoa nhiếp ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Như các bạn cũng biết, ở thời buổi công nghệ số bây giờ, chúng ta có thể dễ dàng có được một chiếc máy ảnh số và chụp lên những bức ảnh rất là ảo diệu. Tuy nhiên, còn một bộ phận không nhỏ sử dụng những cái chiếc máy ảnh các bạn có thể đang nhìn thấy ở đây. Nó không phải là máy ảnh số, mà nó là những chiếc máy ảnh phim. Bản thân tất cả các sinh viên nhiếp ảnh nói chung ở trong trường sân khấu điện ảnh và thậm chí là các sinh viên về quay phim hay điện ảnh đạo diễn đều phải có ít nhất là một học kỳ đầu, thậm chí là cả một học kỳ đầu tiên, một năm thứ nhất học về phim, công nghệ tráng rửa phim và những cái tiền kỳ và hậu kỳ liên quan tới phim. Lý do tại sao như thế là vì ngay bây giờ những cả những cái máy ảnh số, cái thuật ngữ full frame trên máy ảnh số là bắt nguồn từ một khủng phim 135 mà ra. Thì đối với phim, nếu như các bạn nắm chắc về phim, bởi vì phim khi mà bạn chụp bạn sẽ không nhìn thấy ngay, và bạn đòi hỏi phải có một kiến thức rất chắc về kỹ thuật ánh sáng, về bối cảnh, về bố cục và đặc biệt là về phim, thì bạn có thể điều chỉnh được cái màu sắc cho nó như ý. Theo quan điểm cá nhân của mình thì nói như này, về cái bên cạnh về cái vấn đề mà về nghệ thuật chưa bàn, mà nó liên quan đến cái gọi là cái đẹp trước. Nếu như ở máy ảnh số các bạn phải chụp ra một bức ảnh, sau đấy các bạn phải mất công hậu kỳ chỉnh sửa góc cạnh các thứ này nọ, blend màu các thứ để cho ra một bức ảnh như ý, thì đối với ảnh phim về bản chất nó đã có một cái màu nhìn nó đã ưng mắt rồi. Và điều đấy thì mình nghĩ rằng nó đã cuốn hút các bạn trẻ rất nhiều. Và một điểm đặc biệt nữa mà mình cho rằng chỉ có ở nhiếp ảnh phim, đó là cái sự hồi hộp, cái sự chờ đợi, cái sự mong mỏi của một bức ảnh sau khi bạn chụp xong. Bạn đợi nó trong quá trình tráng ra, rửa ra thì có một cái bức ảnh và làm bạn chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ. Và chính điều đấy nó đã tạo sức hút cho các bạn quay lại với nhiếp ảnh phim và đi theo nó, chứ không phải là nhiếp ảnh số. Bắt đầu được mọi người cho mượn sử dụng chiếc máy ảnh phim đầu tiên ấy, thì mình cảm thấy rất là lung túng. Tại vì thao tác của nó không giống như máy ảnh số mình sử dụng, cảm thấy nó chậm, với cả cảm thấy nó khó dùng rất là nhiều. Thì mình cảm thấy máy ảnh số phim thực sự không phù hợp với mình. Nhưng mà cho đến khi mình bắt đầu quen với thao tác của máy ảnh số, của máy ảnh phim rồi, thì mình cảm thấy nó có cái máy ảnh phim nó đem lại cho mình cảm giác rất là đặc biệt. Thứ nhất là chỉ trong thao tác, chính vì mình có thể thao tác lấy nét hay là thao tác mọi thứ của máy ảnh phim mình chưa làm quen, chưa lấy nhanh được, nên mình có thể chụp chậm hơn. Nhưng mà khi mình cầm máy ảnh phim trên tay mà đi chụp mọi thứ thì mình cảm giác mình nhìn nhận mọi thứ một cách tĩnh lặng hơn, kỹ càng hơn, rồi mới được quyết định là bấm máy. Thì cái cảm giác này nó khác máy ảnh số. Máy ảnh số thường là mình bấm khá là nhiều, nhưng mà máy ảnh phim thì mình bấm bắt đầu có rẻ trường hơn và bấm có một cách chọn lọc và kỹ lưỡng hơn rất là nhiều. Có thể nói nhiếp ảnh phim là một thú chơi đặc biệt, một thú chơi đã, đang và sẽ còn tồn tại lâu dài dù công nghệ đang tiến bộ một cách chóng mặt.